Ờ, con lỡ phạm giới nói dối tuy không có tổn hại đến ai nhưng con rất ai nấy xin sư chỉ dạy cho con làm sao để sám hối ờ, đầu tiên nó có tất cả hai vấn đề thứ nhất là mình nói dối nó có cái đối tượng cụ thể hay không nếu mình nói dối với đối tượng cụ thể thì mình cần phải đính chính với đối tượng đó còn nếu như mình nói dối mà một là mình không có đối tượng, đối tượng cụ thể hai à, là mình không có khả năng mà mình gặp cái đối tượng đó thì quý vị có thể đến à, gặp một người à, một vị tu sĩ một vị tu sĩ à, để à, xác nhận là quý vị biết cái chuyện đó là phạm giới và quý vị ghi nhận đó là tội lỗi và mong là cho vị cái vị sư đó ghi nhận giúp cho quý vị để quý vị ngăn ngừa trong tương lai không có tái phạm nữa mà chúng ta thường hay gọi nó là cái cái xăm hối đó ừ. à, và vị sư đó thì sẽ có trách nhiệm là ghi nhận ghi nhận cái tội lỗi là tội lỗi ghi nhận là quý vị đã biết lỗi ha để cho quý vị ngăn ngừa cái lỗi đó không có, có có phạm trong cái ngày bị lai và sau đó quý vị có thể thọ giới trở lại à, khi có lần mà sư ra ngoài bắc á, à, khi sư đến một cái ngôi làng sư thuyết pháp à, thì có một cô cổ làm ăn mua bán rồi cô nói đó suốt bao nhiêu năm cổ tạo những cái ác nghiệp ờ, thì bây giờ cổ rất là ăn năn cổ hối lỗi thì uh, cổ mong mong sư uh, cho cô sám hối thì sư nên nói như thế này thì sư ghi nhận sư ghi nhận sư ghi nhận là cô đã thấy được cái lỗi lầm của cô sư ghi nhận và hãy tránh làm cái chuyện đó trong cái ngày bị lai thì như vậy nó cũng đã là một kiểu sám hối rồi ừ. Uh, nhớ dùm cho là cái chuyện mà mình sám hối đó uh, nó um, mang tính, tính chất là chúng ta thừa nhận nhận biết cái chuyện mình làm nó là sai và mình sẽ ngăn ngừa nó trong cái ngày vị lai chứ không phải là mình ôm cái suy nghĩ đó là mình cứ phạm giới đi xong rồi mình sám hối. Trong chú giải pháp Cú nó có một câu chuyện là vị đi kheo vô tình à, vô tình nhổ một bụi cỏ, thì à, vị này ăn năn và vị này sám hối, thì cái vị sư bạn mới nói là không sao không sao, thì à, sư phạm giới sư cứ phạm giới rồi sư sám hối thôi không sao hết trơn. Và vị này có suy nghĩ có một cái suy nghĩ là như vậy thì ta chỉ việc phạm giới sau đó ta sám hối là xong việc cho nên là vì đó nhổ cỏ luôn và đức thế tôn nói như thế này cái người mà có suy nghĩ như vậy thì họ không tránh được địa ngục tức là cái người mà họ biết họ họ phạm giới mà họ có cái suy nghĩ rằng Ờ, thôi thì uh, kiểu gì cũng sám hối thì thôi ờ, cứ phạm rồi phạm đi rồi sám hối thì cái người như vậy họ không tránh được địa ngục ừ. cho nên phải hiểu cái bản chất hiểu bản chất của nó là chúng ta ghi nhận đây là lỗi lầm và chúng ta không phạm cái lỗi đó thêm lần nào nữa ngăn ngừa nó trong ngày bị lai like, ha